Xin chào tất cả các bạn quay trở lại channel của mình, channel Đứng Văn Heo Channel. Rồi ok, mình là Thắng này. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip thử thách mà có bạn đề ra là nấu mì tôm bằng sữa đun lên. Ở đây thì mình đã có một lớp sữa Famin, gồm một 6 hộp nha. 6 hộp, một hộp này cũng rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy mì tôm. Mình chỉ cần một gói thôi. Cần một gói thôi là được. Mình thử thách sợ nó ngấy lắm các bạn ạ, tại vì sữa mà. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái nồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái nồi đây rồi. Có một cái nồi này, mình rửa xong rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt mấy hộp sữa này ra. Mình sẽ lấy một con dao. Mình sẽ cắt này. Cắt này. Các bạn thấy video hay thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nha, ủng hộ mình. Các bạn muốn mình làm thử thách gì thì comment phía dưới để mình làm video hay nhất. Các bạn nhớ ấn một cái like và đăng ký kênh thì bật cái chuông lên cho mình. Rồi, mình đã tách xong ra rồi thành 3 lần. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình sẽ đổ vào cái xoong này nha. Bây giờ mình sẽ tháo những lớp sữa này, tháo lớp sữa này của mình cho vào nồi nhé. Rất là nhiều rồi, là chọn đủ lắm một mì tôm các bạn. Mình nghĩ chắc chỉ thêm một bịch nữa thôi. Các bạn nhìn lại nó rất nhiều thôi. Rồi nha, bây giờ mình sẽ thả một hộp nữa vào thôi nha. Rồi, mình sẽ đổ lốt cái hộp này, mình chỉ cần làm 3 hộp thôi. Rất là nhiều luôn các bạn. Rồi, xong 3 hộp nữa các bạn. 4 hộp cho nhanh chín các bạn ạ. Ok, mình sẽ cắt món mì này, cắt món mì này ra trước. Mình có mì này, hay mình sẽ lấy 2 món mì. Mình tặng 2 món hơi nhiều. Đợi này chắc cũng rất lâu các bạn. Nếu các bạn nhanh nha các bạn, học tập mình các bạn ấn xuống. Trước khi bật các bạn ấn xuống. To chưa? Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, bên này mình sẽ review nhà mình một chút để cái lửa cầm điện này. Xích một cái siêu tốc này. Đây là cái máy lọc lửa. Trời ơi, ngoài này là sân nhà mình. Một tầng các bạn kia là hình lạc. Này kia là một tầng nhà mình đầu đường các bạn. Đây là tủ lạnh của mình nha. Trong tủ lạnh chắc chỉ có hoa quả vài thứ thôi.
hoa quả anh dùng nước trứng. Cái này thì có đá không ạ? Có đá. Đây ba hộp sữa vừa nãy. Đây xong rồi với cái kiểu túi xanh này. Đây là mấy bình nước này mình đã dùng hết rồi. À, nhau còn hai quả bưởi, chắc mình cũng sẽ làm thử thách với hai quả bưởi này. Đây, cái máy lọc nước. Để cân một chút. Mọi người đấy rồi, ok mình thử xem cái lỗi sữa của mình chưa thôi các bạn. Các bạn nhớ để lại ý tưởng phía dưới phần comment giúp mình nha, và xem video này nhớ like và đăng ký kênh và bật cái chuông bên cạnh giúp mình, nhớ chia sẻ clip mình rộng rãi giúp mình thành công trong cái đam mê của mình này. Duy Food muốn làm nhiều thử thách. Các bạn muốn mình tới đây thì các bạn nhớ đăng ký cho mình và comment đó, mong tất cả các bạn sẽ đăng ký cho mình. Thơm các bạn, sữa nó vừa trào ra này. Thì bà phải con, thì bà phải tao lấy mày gà đó. Này các bạn nhớ được, sữa vừa trào ra mình phải tắt ngay. Mình vừa tắt cái phát này, sôi phải con sôi lên các bạn. Mùi rất là thơm luôn, nhưng mùi khét khét, mùi khét khét các bạn. Mùi khét bên dưới sữa này, nó mùi khét khét. À, nước bây giờ nó sôi sôi rồi, đây mình thắt thả mì vào nha, không lại không kịp. Nó sôi bùng, nó đẩy nó vung ra ấy ạ, nó bay vung luôn. Ở bên mình sẽ thả mì vào nha. Sữa luôn, và sữa các bạn, mùi rất thơm, mùi mì và cái mùi sữa nó hòa rất thơm luôn, mỗi lần mình này, không hơi nhiều các bạn, mình sợ nóng, rồi, ok, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái bát mì của mình nha. Đây mình, còn cận cảnh cái bát mì. Ok, bây mình sẽ chiến thử cái mì này nha. Nó hơi nóng các bạn, nhưng mà nó rất thơm, thơm cực. Bạn nào muốn làm thì các bạn thử nha. Mùi sữa và cái mùi này nó rất thơm, như mùi lúa mạch ấy. Mùi có thể các bạn nha. Nhưng mà ngọt nó cay cay, chua chua, thơm, thơm dã man các bạn. Mình tưởng là cái sữa này nó đông đặc vào cơ, nhưng thực sự nó không đông đặc. Đó, nó rất là thơm. Sữa mà, ba hộp sữa các bạn, ba hộp sữa tính ra 15.000. Một hộp này chắc tầm mình cũng có nhiều 3.000-4.000, tính ra 20. Nóng nhưng ngon các bạn, thơm, thơm dã man luôn. Và cho ớt vào nữa thì giống con vịt video trước của mình, nó rất là cay.
các bạn muốn mình muốn muốn mình làm cái clip gì thì các bạn nhớ để bên dưới mình comment. Và đừng quên nhấn like, em subscribe kênh, bật nút cho mình. Bất đồng thấy món này ngon ngon rồi. Các bạn muốn thử thì làm giống mình nào. Chờ đến 5 phút các bạn, rất nhanh. Video này chắc tầm chiều hoặc trưa mình sẽ đăng lên cho tất cả các bạn xem. Bây giờ tầm 8 giờ sáng mà. Các bạn không cản mình nha, hôm qua mình không làm clip. Chán. Đáng lẽ hôm nay mình cũng không làm đâu. Nhưng thôi làm mình. Đợi cho người. Mình nghĩ là chính mình sẽ đưa kênh của mình lên tầm cao mới này. Thì nó sẽ cao hơn. Đúng không tất cả các bạn? Không nên dựa dẫm vào một bất kỳ ai. Mình tự làm. Rồi mình ăn một vài miếng nữa xem có hết không. Ngon các bạn, nhưng mà hơi ngấy, nhiều sữa quá, mình cho hơi nhiều sữa. Đúng các bạn, ngon nhưng mà nóng. Thôi, clip của mình đến đây hết rồi. Các bạn nhớ chia sẻ cái clip này hộ mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn like, bật chuông, comment phía dưới. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.